Hello mọi người, có hơi chậm trễ một xíu nhưng mà Giá cũng đã swap và review bộ son Vườn Hoa Xanh Nở Rộ đến từ Black Rue rồi đây. Và hy vọng là video này vẫn sẽ giúp cho mọi người kiếm được màu son yêu thích của mình nha. Bắt đầu thôi. Đầu tiên là màu A28 Mango Tulip Garden. Đây là một màu cam ánh vàng rất rất dễ thương và rất mùa hè luôn, nhưng lại không chói quá đâu, như màu này chỉ hợp với những bạn có làn da trắng thôi nhé. Có thể sử dụng màu này đánh lòng môi sương sương và không cần make up thì vẫn xinh. Đợt này thì chất son của Black Rue lại lỏng hơn nhưng lại rất là dễ tán, đặc biệt phù hợp với những bạn hay đánh lòng môi sương sương. Còn những bạn muốn màu son lên đậm rõ thì chỉ cần giảm thêm một hai lớp là được nha. Tiếp theo là màu A29 Pink Hibiscus Garden. Thì đây là một màu đỏ cam ánh hồng tông lạnh và hợp mọi tông da luôn. Điểm cộng lớn nhất của bạn này là có thể dùng cho mặt mộc và tô men răng. Màu son lần này thì hãng cho một mùi thơm khác hẳn những bộ e phía trước, cảm giác rất mát mẻ vào mùa hè nên được cộng thêm một điểm tích cực. Tiếp đến là màu A30 Red Camellia Garden. Tuy tên là màu đỏ hoa trà nhưng bạn này sẽ ngã hẳn về màu hồng với những bạn có bay môi hồng nhé. Trong tất cả 5 màu thì stain của bạn này là bám chặt nhất. Tiếp theo là A31 Dry Daisy Garden. Đây là một màu đỏ nâu trầm, tông da và hợp với nhiều tông da khác nhau. Bạn này có sắc đỏ nhiều và đi kèm với ánh nâu trông rất lạ mắt nên cũng đáng để thử nếu các bạn đang còn phân vân nhé. Nhưng nếu sử dụng bạn này thì nhớ đi kèm một chút make up để trông thật hài hòa nha. Cuối cùng là màu A32 Warm Dahlia Garden.
là một màu nâu đất tông ấm. Bạn này thực sự rất là nâu luôn đó. Nhưng do chất son mỏng nhẹ nên khi vừa đánh một lớp lên môi thôi thì màu son sẽ ửng đỏ theo sắc tố môi của mọi người. Nên nếu muốn nâu đậm và rõ hơn thì mọi người chịu khó giảm thêm 2-3 lớp nhé. Màu này cũng rất tôn da nên chỉ cần đánh lòng môi nhẹ nhẹ thôi là đẹp rồi. Và video đến đây cũng hết rồi, mọi người đã tìm được màu son yêu thích cho mình chưa? Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người đừng quên bấm like, share và subscribe cho Dắt nha. Bây giờ thì bye bye.